Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 14 tháng 1 năm 2023 biến động đồng loạt cả ba miền. Tết đang ngày càng cận kề nhưng giá heo vẫn đang ở mức thấp. Tuy nhiên, theo một số đầu mối kinh doanh, do lượng tiêu thụ đang ngày càng nhiều, nhiều địa phương trên toàn quốc đang bắt đầu tăng giá nhẹ. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc đang tăng nhẹ, hiện nay phổ biến ở mức 50.000 đến 54.000 đồng một kg. Thương lái ở hầu hết các địa phương đều đẩy mạnh thu mua đặc biệt là những đàn heo đẹp tại một số khu vực đang có giá 55.000 đồng chuột kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, giá heo hơi ở các địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, từ 50.000 đến 54.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, ở khoảng giá từ 49.000 đến 53.000 đồng chuột kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, Giá heo tại Hòa Bình từ 49.000 đến 54.000 đồng trên kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên ở mức 50.000 đến 54.000 đồng một kg. Cục bộ vẫn có nhiều khu vực có giá 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 51.000 đến 54.000 đồng ruột kg, Quảng Ninh 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Bắc được dự báo sẽ tiếp tục tăng và lượng giao dịch heo thịt vẫn sôi động hơn. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cũng đang chuyển biến tích cực tăng nhẹ, hiện đang giao dịch quanh mức 50.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi bình quân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 49.000 đến 53.000 đồng một kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng ở mức 50.000 đến 54.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá heo tại Tây Nguyên ở mức 49.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng, Đắk Lắc bình quân 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 48.000 đến 53.000 đồng chột kg. Giá heo hơi miền Nam. Nguồn heo thịt ra thị trường tại các tỉnh phía Nam tăng vọt giá heo hơi miền Nam ở mức 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu giá heo ở mức 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Bình Dương, Bình Phước trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ giao động từ 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Cục bộ có những khu vực được giá 54.000 đồng trên kg. Trong đó giá heo hơi tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang từ 50.000 đến 53.000 đồng một kg, cao nhất 54.000 đồng ruột kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Từ khi xuất hiện ở Việt Nam, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh trên diện rộng, gây bệnh ở mọi lứa tuổi và mọi giống lợn, tỷ lệ lợn chết khi mắc bệnh lên đến 100%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của người chăn nuôi nói riêng sự phát triển của ngành chăn nuôi nói chung. Đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự nỗ lực của các địa phương, dịch tả lợn châu Phi đã cơ bản được khống chế trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này tái phát, lây lan trên diện rộng vẫn rất cao nếu không có vaccine phòng bệnh hiệu quả. Trước thực tế đó, được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Công ty cổ phần AVAC Việt Nam đã tiếp nhận chủng giống virus dịch tả lợn châu Phi và tổ chức nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng bệnh. Theo Cục Thú Y, tính đến đầu tháng 1 năm 2023, 4 lô vaccine đầu tiên sản xuất năm 2022 của AVAC đã được kiểm nghiệm và đạt yêu cầu chất lượng, đảm bảo các chỉ tiêu tinh khiết, an toàn và hiệu lực. Gần 300.000 liều vaccine đã được triển khai tiêm tại hơn 200 trang trại nuôi lợn thịt có quy mô khác nhau. Kết quả giám sát cho thấy, vaccine an toàn trên lợn được tiêm tại tất cả các trang trại và có đáp ứng miễn dịch tốt. Điều đáng chú ý là vaccine đã được sử dụng và đánh giá cao tại một số công ty chăn nuôi lớn. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y Tỉnh cho biết, năm nay, tình hình dịch bệnh ổn định, đàn heo trong tỉnh phát triển về nhanh về số lượng. Thông thường vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng mạnh, đẩy giá bán lên cao, nhưng năm nay diễn biến lại hết sức khác thường thị trường vẫn ở mức giá thấp hơn giá thành sản xuất khiến cho nhiều người chăn nuôi đang đối mặt với nhiều lo lắng theo ông trung nguyên nhân khiến giá heo hơi đang tụt giảm là do nguồn cung thị trường lớn dẫn tới sức tiêu thụ chậm trong đó hiện nguồn thịt heo vẫn chủ yếu tiêu thụ tại thị trường trung quốc thông đường tiểu ngạch nhưng hiện kênh tiêu thụ này bị đứt gãy do trung quốc đang tăng cường kiểm tra bên cạnh đó việc người chăn nuôi không theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi trong việc tài đàn tăng đàn khiến nguồn cung tăng mạnh trong khi đó nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm. Cơ hội tăng giá khi Trung Quốc mở cửa biên giới. Theo các chuyên gia, mới đây, Trung Quốc đã chính thức công bố nới lòng các biện pháp phòng chống Covid-19, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ giá heo hơi trong năm 2023. Các báo cáo ước tính, tổng nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc bao gồm cả nội tạng sẽ ổn định trong vài năm tới, khoảng 2 triệu tấn/năm. Điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ tự túc khoảng 95% đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực. Dù vậy, Trung Quốc vẫn sẽ là nhà nhập khẩu thịt heo lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thịt heo sẽ giảm bớt từ năm 2023 nhờ giá heo dự báo tăng 5% khi nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi. Bên cạnh đó, giá ngũ cốc có khả năng giảm khi các nước xuất khẩu tăng nguồn cung. Hàng ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận chấm dứt phong tỏa các cảng nước này và giá phân bón hạ nhiệt. Dù giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ trễ hơn so với giá nông sản thế giới, Chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn sẽ giảm dần vào năm 2023. Ngoài ra, một yếu tố khác hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt heo là nhu cầu tiêu thụ tăng tích cực khi thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên và lượng khách du lịch quốc tế dự kiến phục hồi 84% trong quý 2 năm 2023 và 100% trong quý 4 năm 2023, kéo theo sự phục hồi mạnh mẽ của dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống. Do đó, nhóm doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thịt lợn sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực trong năm 2023. Những năm trước, vào vụ tiêu thụ Tết, giá các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là giá heo hơi thường biến động mạnh với xu hướng tăng cao so với ngày thường. Nhưng vụ Tết năm nay, giá heo hơi lại bất ngờ hạ nhiệt khi vào cao điểm tiêu thụ Tết. Tuy thị trường đang vào cao điểm tiêu thụ Tết nhưng không có cảnh thương lái tấp nập về các trại đặt hàng và tăng số lượng mua heo như cao điểm thị trường Tết mọi năm. Nhận xét về thị trường tiêu thụ Tết năm nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán phân tích, giá heo hơi vào cao điểm tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán bất ngờ hạ nhiệt chứ không tăng như thông lệ có nhiều nguyên nhân. Trong đó, thời điểm cuối năm, thương lái trước đây thu mua heo rất nhiều để xuất đi Trung Quốc, nhưng năm nay thị trường tiêu thụ lớn này hoàn toàn đóng cửa. Thêm vào đó, heo xuất đi Campuchia rất ít nên chủ yếu tiêu thụ trong nước, mà thị trường này hiện hầu như chưa có biến động. Trong năm qua, tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm có xảy ra giải rác ở một số địa bàn nhưng đã được chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn kịp thời phát hiện, khoanh vùng, xử lý triệt để, không để dịch lây sang diện rộng, tạo sự an tâm cho người chăn nuôi. Đặc biệt là tỉnh khống chế được bệnh viêm da nổi cục, đây là một bệnh mới trên châu bò, đồng thời kiểm soát tốt bệnh lở mồm long móng, là bệnh mà nhà nước vẫn còn hỗ trợ vaccine tiêm phòng miễn phí cho các tỉnh trên cả nước. Để giữ vững và phát triển ngành chăn nuôi, kiểm soát tốt dịch bệnh trên động vật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Năm 2023, tri cục chăn nuôi và thú y thống kê lại đàn vật nuôi để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, khuyến khích tăng đàn, tái đàn nhưng phải đảm bảo yêu cầu về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học mới được phép tái đàn. Đồng thời, tri cục chăn nuôi và thú y tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật để người dân chủ động tự bảo vệ đàn vật nuôi, đẩy mạnh xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh kết hợp với xúc tiến thương mại chăn nuôi, xây dựng chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ. Người nuôi kỳ vọng giá heo tăng dịp Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán thường là thời điểm vàng của ngành chăn nuôi khi thị trường tiêu thụ tăng mạnh và sản phẩm có giá bán tốt. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết, người chăn nuôi heo tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh tái đàn với hy vọng sẽ có lãi. Tuy nhiên, giá thức ăn gia tăng trong khi giá heo hơi tăng không đáng kể, khiến bà con gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai phát sinh 13 ổ dịch trên đàn vật nuôi quy mô và phạm vi dịch bệnh trên vật nuôi giảm đáng kể so với năm 2021. Giá thức ăn chăn nuôi cũng được dự báo sẽ ổn định và bắt đầu giảm trong quý 2, như vậy, doanh nghiệp và người chăn nuôi có thể phục hồi sản xuất. Theo ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam, Hội chăn nuôi Việt Nam, năm 2022, ngành chăn nuôi đã gặp nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại cho người chăn nuôi thấp. Tuy hiện nay giá cả không thuận lợi cho người chăn nuôi nhưng số lượng dự trữ nguồn cung cho dịp cuối năm tương đối ổn định. Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ giảm so với những năm trước do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Giá các sản phẩm gia cầm có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học vẫn còn khá yếu. Trong khi đó, giá thành chăn nuôi hiện vẫn ở mức cao, bình quân 60.000 đồng 1 kg thì người chăn nuôi vẫn bị thua lỗ. Dịp cuối năm và sát Tết Nguyên đán hàng năm, giá heo hơi sẽ tăng, tuy nhiên năm nay giá trứng lại trong thời gian khá dài. Theo các chuyên gia, thị trường heo hơi trong nước chưa có tín hiệu khởi sắc do nhu cầu tiêu dùng giảm khi người dân vẫn thắt chặt chi tiêu. Trong khi nguồn cung thịt lớn tiếp tục dư thừa, nhất là các công ty chăn nuôi có quy mô lớn. Năm 2023 vẫn sẽ có những khó khăn nhưng sẽ giảm hơn so với hai năm vừa qua. Đặc biệt là khi các quốc gia tiêu thụ lớn đều đã mở cửa đặc biệt là Trung Quốc. Sức tiêu thụ sẽ tăng. Mặt khác, thịt cũng là sản phẩm thiết yếu với người tiêu dùng. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 14 tháng 1 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.